Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, có thể dẫn phát 6 thần thông Ba La Mật Đa. 6 thần thông đó là gì? Một là thần cảnh trí chứng thông Ba La Mật Đa, hai là thiên nhĩ trí chứng thông Ba La Mật Đa, ba là tha tâm trí chứng thông Ba La Mật Đa, bốn là túc trụ tùy niệm trí chứng thông Ba La Mật Đa, năm là thiên nhãn trí chứng thông Ba La Mật Đa, và sáu là lậu tận trí chứng thông Ba La Mật Đa. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đã dẫn phát thần cảnh trí chứng thông Ba La Mật Đa như thế nào? Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát dùng thần cảnh trí chứng thông khởi vô lượng các việc đại thần biến, đó là làm chấn động mọi vật trên đại địa ở vô số thế giới trong mười phương, biến một thành nhiều, biến nhiều thành một, hoặc hiện hoặc ẩn, nhanh chóng không trở ngại, xuyên qua vách núi, bờ tường, như đi trong khoảng không, vọt lên cao, qua lại như chim bay, ra vào trong đất, như lặn hụp trong nước, lướt đi trên nước, như đi trên đất, thân phát khói lửa như cao nguyên cháy, mình tuôn ra nước như núi tuyết. Oai lực của thần Đức Nhật Nguyệt khó sánh, dùng tay đưa lên, ánh sáng ẩn mất, chuyển thân tự tại, cho đến cõi tịnh cư, hiện vô lượng vô biên thần biến như vậy. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy, tuy dùng đủ thần cảnh trí như vậy, nhưng ở trong đó chẳng tự đề cao, chẳng đắm tánh thần cảnh trí chứng thông, chẳng đắm việc thần cảnh trí chứng thông, chẳng đắm khả năng chứng đắc thần cảnh trí chứng thông ấy. Đối với việc đắm chẳng đắm đều không đắm. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì Đại Bồ Tát ấy đã đạt được tánh không của tất cả các pháp, tánh ly của tự tánh, tánh vốn chẳng nắm bắt được của tự tánh. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: ta này dẫn phát thần cảnh trí thông để làm vui cho mình, làm vui cho người, mà chỉ khởi lên ý nghĩ là để chứng đắc trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử, như vậy là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đã dẫn phát thần cảnh trí chứng thông Ba La Mật Đa. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đã dẫn phát thiên nhĩ trí chứng thông Ba La Mật Đa như thế nào? Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát dùng thiên nhĩ trí chứng thông hết sức thanh tịnh, hơn hẳn tai của trời người, có thể nghe như thật đủ các thứ âm thanh của các loại tình phi tình trong vô số thế giới ở mười phương, đó là nghe khắp tất cả tiếng địa ngục, tiếng bảng xanh, tiếng quỷ giới, tiếng người, tiếng trời, tiếng thanh văn, tiếng độc giác, tiếng Bồ Tát, tiếng Như Lai, tiếng che mắng sanh tử, tiếng ngợi khen niết bàn, tiếng vứt bỏ hữu vi, tiếng hướng đến Bồ Đề, tiếng nhằm ghét hữu lậu, tiếng vui thích vô lậu, tiếng xưng dương tam bảo, tiếng hàng phục dị đạo, tiếng bàn luận quyết trạch, tiếng phúng tụng kinh điển, tiếng khuyên đoạn ác, tiếng dạy tu thiện, tiếng cứu giúp khổ nạn, tiếng vui vẻ, an ủi, chúc mừng. Các thứ tiếng như vậy, hoặc lớn hoặc nhỏ, đều có thể nghe khắp không bị chướng ngại. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy, tuy tác dụng đầy đủ thiên nhĩ như vậy, nhưng ở trong đó chẳng tự đề cao, chẳng đắm tánh thiên nhĩ trí chứng thông, chẳng đắm việc thiên nhĩ trí chứng thông, chẳng đắm khả năng chứng đắc thiên nhĩ trí chứng thông ấy. Đối với việc đắm chẳng đắm đều không đắm. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì Đại Bồ Tát ấy đã đạt được tánh không của tất cả các pháp, tánh ly của tự tánh, tánh vốn chẳng nắm bắt được của tự tánh. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: ta này dẫn phát thiên nhĩ trí chứng thông để làm vui cho mình, làm vui cho người, mà chỉ khởi lên ý nghĩ là để chứng đắc trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử, như vậy là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đã dẫn phát thiên nhĩ trí chứng thông Ba La Mật Đa. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đã dẫn phát tha tâm trí chứng thông Ba La Mật Đa như thế nào? Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát
dùng tha tâm trí chứng thông, có thể biết như thật tâm và tâm sở pháp của các loại hữu tình khác trong vô số thế giới ở mười phương. Đó là biết khắp các loại hữu tình khác. Nếu có tâm tham thì biết như thật là có tâm tham. Nếu lìa tâm tham thì biết như thật là lìa tâm tham. Nếu có tâm sân thì biết như thật là có tâm sân. Nếu lìa tâm sân thì biết như thật là lìa tâm sân. Nếu có tâm nghi thì biết như thật là có tâm nghi. Nếu lìa tâm nghi thì biết như thật là lìa tâm nghi. Nếu có tâm ái thì biết như thật là có tâm ái. Nếu lìa tâm ái thì biết như thật là lìa tâm ái. Nếu có tâm thủ thì biết như thật là có tâm thủ. Nếu lìa tâm thủ thì biết như thật là lìa tâm thủ. Nếu tâm tập trung thì biết như thật là tâm tập trung. Nếu tâm phân tán thì biết như thật là tâm phân tán. Nếu tâm hẹp hòi thì biết như thật là tâm hẹp hòi. Nếu tâm rộng rãi thì biết như thật là tâm rộng rãi. Nếu tâm khởi thì biết như thật là tâm khởi. Nếu tâm móng khởi thì biết như thật là tâm móng khởi. Nếu tâm lắng xuống thì biết như thật là tâm lắng xuống. Nếu tâm tịch tịnh thì biết như thật là tâm tịch tịnh. Nếu tâm chẳng tịch tịnh thì biết như thật là tâm chẳng tịch tịnh. Nếu tâm dấy động thì biết như thật là tâm dấy động. Nếu tâm chẳng dấy động thì biết như thật là tâm chẳng dấy động. Nếu tâm định thì biết như thật là tâm định. Nếu tâm chẳng định thì biết như thật là tâm chẳng định. Nếu tâm giải thoát thì biết như thật là tâm giải thoát. Nếu tâm chẳng giải thoát thì biết như thật là tâm chẳng giải thoát. Nếu tâm hữu lậu thì biết như thật là tâm hữu lậu. Nếu tâm vô lậu thì biết như thật là tâm vô lậu. Nếu tâm có chấn động thì biết như thật là tâm có chấn động. Nếu tâm không chấn động thì biết như thật là tâm không chấn động. Nếu có tâm cao thượng thì biết như thật là tâm cao thượng. Nếu không có tâm cao thượng thì biết như thật là không có tâm cao thượng. Xá lợi từ, Đại Bồ Tát ấy tuy dùng đầy đủ tha tâm trí như vậy, nhưng ở trong đó chẳng tự đề cao, chẳng đắm tánh tha tâm trí chứng thông, chẳng đắm việc tha tâm trí chứng thông, chẳng đắm khả năng chứng đắc tha tâm trí chứng thông ấy. Đối với việc đắm chẳng đắm đều không đắm. Vì sao? Xá lợi từ, vì Đại Bồ Tát ấy đã đạt được tánh không của tất cả các pháp, tánh ly của tự tánh, tánh vốn chẳng nắm bắt được của tự tánh. Xá lợi từ, Đại Bồ Tát ấy chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: tà này đã dẫn phát tha tâm trí thông để làm vui cho mình, làm vui cho người, mà chỉ khởi lên ý nghĩ là để chứng đắc trí nhất thiết trí. Xá lợi từ, như vậy là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đã dẫn phát tha tâm trí chứng thông Ba La Mật Đa. Lúc bấy giờ Xá lợi từ lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đã dẫn phát túc trụ tùy niệm trí chứng thông Ba La Mật Đa như thế nào? Phật bảo cụ thọ Xá lợi từ: Xá lợi từ, có Đại Bồ Tát dùng túc trụ tùy niệm trí chứng thông có thể biết như thật các việc làm đời trước của tất cả hữu tình trong vô số thế giới ở mười phương. Đó là theo ý nghĩ nhớ lại các việc đời trước, hoặc của mình hoặc của người, một tâm, mười tâm, trăm tâm, ngàn tâm, nhiều ngàn tâm, hoặc lại theo ý nghĩ nhớ lại các việc đời trước, một ngày, mười ngày, trăm ngày, ngàn ngày, nhiều trăm ngàn ngày, hoặc lại theo ý nghĩ nhớ các việc đời trước, một tháng, mười tháng, trăm tháng, ngàn tháng, nhiều trăm ngàn tháng, hoặc lại theo ý nghĩ nhớ các việc đời trước, một năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, hoặc lại theo ý nghĩ nhớ các việc đời trước, một kiếp, mười kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, nhiều trăm ngàn kiếp, cho đến vô lượng vô số trăm ngàn muôn ức kiếp, hoặc lại theo ý nghĩ nhớ các việc đời trước. Nó là thời gian như vậy, xứ sở như vậy, tên như vậy, họ như vậy, cuộc sống như vậy, chủng loại như vậy, thức ăn như vậy, ở lâu như vậy, hạn tuổi như vậy, sống lâu như vậy, hưởng lạc như vậy, chịu khổ như vậy, chết từ nơi kia đến sanh nơi này, chết từ nơi này đến sanh nơi kia, tướng mạo như vậy, tiếng nói như vậy, các việc đời trước, hoặc sơ lược, hoặc dài dòng, hoặc của mình, hoặc của người, đều có thể theo ý nghĩ nhớ lại. Xá lợi từ, Đại Bồ Tát ấy, tuy dùng đầy đủ túc trụ trí như vậy,
nhưng ở trong đó chẳng tự đề cao, chẳng đắm tánh túc chủ tùy niệm trí chứng thông, chẳng đắm sự túc chủ tùy niệm trí chứng thông, chẳng đắm khả năng chứng đắc túc chủ tùy niệm trí chứng thông ấy. Đối với việc đắm chẳng đắm đều không đắm. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì Đại Bồ Tát ấy đã đạt được tánh không của tất cả các pháp, tánh ly của tự tánh, tánh vốn chẳng nắm bắt được của tự tánh. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: tà này dẫn phát túc chủ trí thông để làm vui cho mình, làm vui cho người, mà chỉ khởi lên ý nghĩ là để chứng đắc trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử, như vậy là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đã dẫn phát túc chủ tùy niệm trí chứng thông Ba La Mật Đa. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đã dẫn phát thiên nhãn trí chứng thông Ba La Mật Đa như thế nào? Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát dùng thiên nhãn trí chứng thông hết sức thanh tịnh, vượt hơn mắt trời người có thể thấy như thật các loại màu sắc hình tượng của các loại hữu tình phi tình trong vô số thế giới ở mười phương. Đó là thấy khắp các loại sắc tượng, lúc xanh lúc chết, sắc đẹp sắc thô, hoặc hơn hoặc kém, đường thiện đường ác của các loại hữu tình. Nhân đây lại biết các loại hữu tình tùy theo nghiệp lực vận dụng mà thọ sanh sai khác. Có loại hữu tình thành tựu thân diệu hạnh, thành tựu ngữ diệu hạnh, thành tựu ý diệu hạnh, ngợi khen hiền thánh, thấy đúng nhân duyên, khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào đường thiện, hoặc sanh cõi trời, hoặc sanh cõi người, hưởng các niềm vui thanh thoát. Có loại hữu tình thành tựu thân ác hạnh, thành tựu ngữ ác hạnh, thành tựu ý ác hạnh, chê ba hiền thánh, thấy sai nhân duyên, khi thân hoại mạng chung sẽ đọa xuống đường ác, hoặc sanh vào địa ngục, hoặc sanh vào bằng sanh, hoặc sanh vào quỷ giới, hoặc sanh nơi biên địa hạ tiện dơ bẩn xấu ác, ở trong loại hữu tình chịu các khổ cùng cực. Tùy theo các loại nghiệp của hữu tình mà thọ quả sai khác như vậy, đều biết như thật. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy tuy dùng đầy đủ thiên nhãn như vậy, nhưng ở trong đó chẳng tự đề cao, chẳng đắm tánh thiên nhãn trí chứng thông, chẳng đắm sự thiên nhãn trí chứng thông, chẳng đắm khả năng chứng đắc thiên nhãn trí chứng thông ấy. Đối với việc đắm chẳng đắm đều không đắm. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì Đại Bồ Tát ấy đã đạt được tánh không của tất cả các pháp, tánh ly của tự tánh, tánh vốn chẳng nắm bắt được của tự tánh. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: tà này đã dẫn phát thiên nhãn trí chứng thông để làm vui cho mình, làm vui cho người, mà chỉ khởi lên ý nghĩ là để chứng đắc trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử, như vậy là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đã dẫn phát thiên nhãn trí chứng thông Ba La Mật Đa. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đã dẫn phát lậu tận trí chứng thông Ba La Mật Đa như thế nào? Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát dùng lậu tận trí chứng thông có thể biết như thật tất cả hữu tình trong vô số thế giới ở trong mười phương, hoặc mình hoặc người, lậu hết hay chẳng hết, loại thần thông này nương vào định kim cương dụ đoạn các chứng tập mới được viên mãn. Khi chứng đắc bậc bất thối chuyển Bồ Tát thì đối với tất cả lậu được gọi là hết, vì rốt ráo không còn hiện khởi nữa. Bồ Tát chứng đắc lậu tận thông này chẳng đọa vào bậc thanh văn độc giác, chỉ hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, vì chẳng còn mong cầu các nghĩa lợi khác. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy tuy dùng đầy đủ lậu tận trí như vậy, nhưng ở trong đó chẳng tự đề cao, chẳng đắm tánh lậu tận trí chứng thông, chẳng đắm sự lậu tận trí chứng thông, chẳng đắm khả năng chứng đắc lậu tận trí chứng thông ấy. Đối với việc đắm chẳng đắm đều không đắm. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì Đại Bồ Tát ấy đã đạt được tánh không của tất cả các pháp, tánh ly của tự tánh, tánh vốn chẳng nắm bắt được của tự tánh. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: tà này dẫn phát lậu tận trí chứng thông để làm vui cho mình hay làm vui cho người, mà chỉ khởi lên ý nghĩ là để chứng đắc trí nhất thiết trí.
Xá lợi từ, như vậy là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đã dẫn phát lậu tận trí chứng thông Ba La Mật Đa. Như vậy, xá lợi từ, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể viên mãn thanh tịnh 6 thần thông Ba La Mật Đa. Do 6 thần thông này viên mãn thanh tịnh nên liền được viên mãn trí nhất thiết trí, đó là trí nhất thiết và trí nhất thiết tướng. Lại nữa, xá lợi tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết, đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm huệ thí, tâm san tham. Lại nữa, xá lợi tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ tịnh giới Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết, đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì giới, tâm phạm giới. Lại nữa, xá lợi tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ an nhẫn Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm từ bi, tâm sân nhuế. Lại nữa, xá lợi tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ tinh tấn Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không nên chẳng khởi tâm siêng năng, tâm lười biếng. Lại nữa, xá lợi tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ tịnh lự Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không nên chẳng khởi tâm tịch tịnh, tâm tán loạn. Lại nữa, xá lợi tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, trở lại an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không nên chẳng khởi tâm trí tuệ, tâm ngu si. Lại nữa, xá lợi tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí tịnh giới Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không nên chẳng khởi tâm huệ thí, san tham trì giới, phạm giới. Lại nữa, xá lợi tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí an nhẫn Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không nên chẳng khởi tâm huệ thí, san tham từ bi sân nhuế. Lại nữa, xá lợi tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí tinh tấn Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không nên chẳng khởi tâm huệ thí, san tham, siêng năng, lười biếng. Lại nữa, xá lợi tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí tịnh lự Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không nên chẳng khởi tâm huệ thí, san tham, tịch tịnh, tán loạn. Lại nữa, xá lợi tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không nên chẳng khởi tâm huệ thí, san tham, trí tuệ, ngu si. Lại nữa, xá lợi tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ tịnh giới an nhẫn Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không nên chẳng khởi tâm trì giới, phạm giới, từ bi sân nhuế. Lại nữa, xá lợi tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ tịnh giới tinh tấn Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không nên chẳng khởi tâm trì giới, phạm giới, siêng năng, lười biếng. Lại nữa, xá lợi tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ tịnh giới tịnh lự Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không nên chẳng khởi tâm trì giới, phạm giới, tịch tịnh, tán loạn. Lại nữa, xá lợi tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ tịnh giới Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không nên chẳng khởi tâm trì giới, phạm giới, trí tuệ, ngu si. Lại nữa, xá lợi tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ an nhẫn tinh tấn Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không nên chẳng khởi tâm từ bi sân nhuế, siêng năng, lười biếng. Lại nữa, xá lợi tử,
Có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ an nhẫn tịnh lự Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm từ bi sân nhuế tịch tịnh tán loạn. Lại nữa, Xá Lợi Từ, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ an nhẫn Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không nên chẳng khởi tâm từ bi sân nhuế trí tuệ ngu si. Lại nữa, Xá Lợi Từ, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ tinh tấn tịnh lự Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không nên chẳng khởi tâm siêng năng lười biếng tịch tịnh tán loạn. Lại nữa, Xá Lợi Từ, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ tinh tấn Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không nên chẳng khởi tâm siêng năng lười biếng trí tuệ ngu si. Lại nữa, Xá Lợi Từ, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không nên chẳng khởi tâm tịch tịnh tán loạn trí tuệ ngu si. Lại nữa, Xá Lợi Từ, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí tịnh giới an nhẫn Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không nên chẳng khởi tâm huệ thí san tham trì giới phạm giới từ bi sân nhuế. Lại nữa, Xá Lợi Từ, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí tịnh giới an nhẫn Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không nên chẳng khởi tâm huệ thí san tham trì giới phạm giới siêng năng lười biếng. Lại nữa, Xá Lợi Từ, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí tịnh giới tịnh lự Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không nên chẳng khởi tâm huệ thí san tham trì giới phạm giới tịch tịnh tán loạn. Lại nữa, Xá Lợi Từ, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí tịnh giới Ba La